cái tháp này có được in trên hình một cái tờ tiền là 100.000 kiếp của đất nước Lào. Đây là một cái mệnh giá cao nhất của nước Lào. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái tháp có tên là tháp Thạc Luôn, một trong những tháp cổ kính của đất nước Lào, được xây dựng từ thế kỷ thứ 13 và được xây dựng từ thế kỷ thứ 15 trên nền một cái di tích của theo Ấn Độ giáo vào thế kỷ thứ 13. Và cái tháp này có hình một cái nậm rượu xây trên một cái nền cổ, cô bác quý anh chị. Và cô bác quý anh chị có thể thấy là tháp Luôn này nó được phủ toàn bộ màu vàng. Và từ đó mỗi khi khách du lịch đến đây, người ta đều đến muốn đặt chân đến một cái khu đền cổ kính như thế này tại thủ đô Viêng Chăn của nước Lào. Và đặc biệt là trên cái tháp này có được in trên hình một cái tờ tiền là 100.000 kiếp của đất nước Lào. Đây là một cái mệnh giá cao nhất của nước Lào. 100.000 kiếp thì nó tương đương với lại khoảng hiện nay thì nó khoảng 130.000 Việt Nam đồng. Nhưng trước đây 100.000 kiếp 160 hoặc là 270.000 Việt Nam đồng. Và một cái ngôi tháp linh thiêng tại đất nước Lào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây là mệnh giá 100.000 kiếp, mệnh giá lớn nhất của nước Lào nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và ở đây thì chúng ta thấy là mọi người ở đây là bán chim phóng sinh rất là nhiều luôn. Và tháp Thạc Luôn này vào tháng 11 dương lịch á, người ta sẽ có những cái ngày lễ hội lớn nhất tại cái tháp này, tổ chức 3 ngày 3 đêm cô bác quý anh chị. Và đằng xa kia là có một cái bà cụ người Lào á đang bán cho du khách phóng sinh chim. Những cái con chim nhỏ nhỏ thì được nhốt vô trong lồng và người ta sẽ bán phóng sinh khắp nơi như thế này. Bùi Hồ thì không ủng hộ cái hình thức này nha cô bác quý anh chị. Tại vì những cái con chim được nhốt vô nó khá là tội nghiệp và nó phóng sinh ra là nó bay hết nổi. Và mỗi khi mà du khách đến đây á, thì người ta thường muốn đặt chân đến cái tháp Thạc Luôn này vì độ linh thiêng cổ kính của nó. Và điển hình là phía sau đây có một cái đoàn, có một đoàn đang đi viếng tháp Thạc Luôn. Đây là hình ảnh một cái em gái người Lào đang mặc cái trang phục và thả những cái con chim để phóng sanh. No. Hả? Cái tháp này thì nó khá là cao luôn cô bác quý chị, có hình cái một mũi tên đưa lên đó. Và bây giờ thì mình sẽ vô đây ha cô bác quý chị. Nghe nói rằng thì đi vô tháp này thì mình sẽ mua với giá là 30.000 kiếp một người. Đây cô bác quý anh chị, đây là cái bảng hướng dẫn tháp Thạc Luôn, bảo tàng Thạc Luôn. Và với giá người Lào là chỉ có 5.000 kiếp thôi, nhưng mà đối với khách du lịch ở nước ngoài là 30.000 kiếp. Đây là một cái công trình khá là nổi tiếng của người Lào nha cô bác quý anh chị. Và đến đây thì người ta sẽ mua những cái vật phẩm để dâng lên Phật. Yeah. Người ta sẽ yêu cầu mình phải đeo khẩu trang. Yeah. Đồng hành với mình hôm nay là có một cái người bạn ở Lào, Thanh Kiều. Mình sẽ mua 2 vé. Cảm ơn một người bạn nha. Đây là vé của mình nè, 30.000 kiếp. Họ sẽ thối lại 40.000 kiếp để tham quan cái tháp này. Để mà khi mà du lịch ở Lào quá thì các bạn phải có một cái người hướng dẫn để mà có thể đi vào được. Thì chúng ta mới đi vào được. Có người hướng dẫn thì chúng ta mới có thể là quen những cái lối đi ở đây hoặc là đi những cái địa điểm du lịch tại chỗ này. Ở đây là người ta nói rằng là nếu như mà muốn lên một cái đền này á thì mình sẽ tháo giày ra và mình để giày ở dưới này. Tháp này thì được xây hình một cái tòa sen qua đây, một cái những cái lá sen ở cô bác cái gì úp lên và hình vuông nha. Bây giờ mình sẽ bỏ giày ở dưới này đúng không ta? Đây là hình ảnh hai con rắn. Tắt đi.
ta sẽ mua vật phẩm và người ta sẽ đi xung quanh cái tháp này như thế này nè cô bác quý anh chị, để cầu mong bình an, may mắn và hạnh phúc. Người ta sẽ đi vòng quanh cái tháp này luôn. Và ở đây có một cái thùng, người ta kêu là donut box, là cái thùng để cúng dường á cô bác quý anh chị. À, người ta sẽ kêu mình, bây giờ mình sẽ lên đây mình khấn vái ha. Đó là theo Phật giáo thì người ta sẽ mua những cái đốt hoa sen màu trắng, người ta sẽ đi vòng vòng để cầu nguyện một cái sự bình an, và cầm một cái cây nến. Đây là một cái tháp cổ khá là linh thiêng, xây dựng từ hồi thế kỷ thứ 13 nè cô bác quý anh chị, 15, chính xác là 15. Mình tự lấy và mình cầu nguyện và mình tự bỏ tiền vào đây luôn. Đây là nhìn toàn cảnh một cái tháp bằng vàng. Cái công trình này thì xây dựng thì sau nhiều lần chiến tranh thì cũng có sự là có nghĩa là được phục dựng rất là nhiều lần ở cơ bác của anh chị. Nhưng mà cuối cùng thì công trình này vẫn được xây dựng lên và được như đến ngày nay. Cô bác quý anh chị có thể thấy hình ảnh một cái tháp rất là to với diện tích rất là lớn ha. Ngoài việc đến đây cầu nguyện thì người ta còn đến đây để mà chụp hình check in như thế này. Để đi vòng hết cái tháp này thì cũng đây chắc có lẽ là những cái bàn cúng dường của các Phật tử để xây dựng cái tháp này đó. Thường thì người ta sẽ đi 3 vòng quanh cái tháp này, và ở trên tay thì họ luôn cầm theo nhang nè, nhang gọi là nhan không khói đó, nến với lại hoa. Người ta sẽ đi vòng 3 vòng để cầu mong một cái sự bình an. Còn đây là cái ngôi tháp. Người ta cắm mình sờ vào hình ảnh tượng Phật rất là cổ quá cô bác anh chị, có từ thế kỷ thứ 17, tượng Phật Buddha có từ thế kỷ thứ 17, người ta phát hiện ra lâu lâu thì có người đánh trống ở đằng kia. Đây là một cái tượng Phật Thích Ca đang ngồi thuyền luôn. Buddha được phục chế từ thế kỷ thứ 17. Còn đây là hình ảnh một cái tượng Phật Buddha được dát vàng, được theo tài liệu thì ghi lại là từ thế kỷ thứ 19. Theo một số sử sách ghi lại thì tháp Thạc Luân này được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, nhưng mà trước đó thì thế kỷ thứ 13 thì tháp được xây lên là thờ theo Hindu giáo, và sau này thì thế kỷ thứ 15 thì người Lào họ mới xây dựng lên để thờ Phật giáo như ngày nay. Qua nhiều lần chiến tranh với lại người Thái nè và chiến tranh của Pháp nè, thì nhiều lần phục dựng lại á, thì tháp nó Thạc Luân, một cái tháp cổ khá là linh thiêng, mới được giống như bây giờ. Và thậm chí đó là một cái biểu tượng của đất nước Lào với lại đền Batusai đó, thì nó là cũng là một cái biểu tượng của nước Lào. Và thậm chí cái tháp này linh thiêng, và người ta đã in hình lên một cái tờ tiền với mệnh giá cao nhất là 100.000 kiếp. Tượng này là Đức Phật Buddha được thế kỷ thứ 17. Ở đây thì cũng khá là linh thiêng, và bùi hồ thì cũng không có dám nói lớn, còn để cho mọi người cầu nguyện. Đây là một cái tượng Phật, cái đầu của một cái tượng Phật Buddha thì qua thời gian 5 tháng thì đã bị
một cái đầu của Phật Buddha hình ảnh được cái ở lăng lăng San hồi thế kỷ thứ 17. Và đây là những cái vết tích còn lại trên một cái nền cổ, và đây là đá này gọi là đá tổ ong nè mọi người. Một cái thiên nhiên được tìm thấy ở xung quanh tháp thật luôn. Một cái đá thiên nhiên tìm thấy xung quanh ở đây, có nghĩa là rất là lâu rồi. Còn ở đây là một cái bàn chân. Ở đây thì có nghĩa là qua sự chiến tranh nè, rồi sự năm tháng á, thì còn lại những cái vết tích của những cái bức tượng như thế này. Đây người ta cho rằng là của Buddha, một cái thân hình của Buddha hồi thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13. Còn đây là của Simasin ở một cái khảo cổ của thờ của Khmer. Khmer Bazon thế kỷ thứ 12. Người ta trưng bày cũng khá là hay luôn. Ở đây hình ảnh Phật, mọi người thì đến đây để mà cầu sự may mắn này, mong thì các cô chú anh chị khi mà xem bức này cũng được sự may mắn ha. Tượng Phật Buddha. Ở đây cũng có giống như vậy nè. Điều đặc biệt là những cái khu du lịch của đất nước Lào đó thì mình không có thấy được sự chèo kéo khách du lịch. Ở đây là một cái tượng Phật Buddha đang ngồi. Không phải, đây là vua, một vị vua Savavaman hồi thế kỷ thứ 17. Khmer Bazon, một vị vua 102 Hobbitho. Theo Hindu, đây là một cái tượng vua Suryavarman giống như ở Ai Cập đó cô bác anh chị, đúng không? Kotapakya cúng dường chỗ đây. Cũng đến đây thì có tiền thì bỏ vô một ít. Heo. Đây là một cái hình ảnh xây dựng tháp Thạc Luân vào năm 1566. Một cái vị vua Savatthaman đã xây dựng tháp Thạc Luân ở Viên Chăng vào năm 1566. Ở đây là những cái viên gạch nè. Còn đây là một cái mô hình nè. Đây là những cái voi để kéo những cái khúc gỗ và xây dựng tại đây.
để tìm hiểu thêm cho cô bác quý vị biết ha. Anh Thạc luôn, sau khi đến năm 1875 là đến vào thế kỷ thứ 18 nó có sẽ có hình như thế này. Đây là những hình ảnh người ta sẽ vẽ lại cho mình thấy được. Năm 1873, hình ảnh cái tháp này giống như đang bị tàn phá đó. Năm 1912 thì được cho xây dựng lại để thờ Phật. Xây dựng lại năm 1566 thì có hình ảnh lại như thế này. Cái tháp này nhìn rất là đẹp cô bác quý anh chị. Đây là cái vị vua, đây là cái vị vua mà cho xây dựng cái tháp Tạc Luôn đó. Phát Bát Tô Cô hình ảnh vẽ lại. Đây là chơi bi sắt. Đây là cúng cho các cái vị sư vào năm 2017. Ở bên ngoài của tháp Thạc Luôn đó thì sẽ có một cái nơi để người ta sẽ thờ cúng. Theo Bùi Hồ nhận thấy thì thờ cúng thần theo đạo Hindu giáo hay sao cô bác quý anh chị. Và họ đang dâng những cái vật phẩm lên để thờ cúng nè. Đây nè. Đây là những cái các bạn người Lào mặc những cái sờ gông. Đó là toàn bộ hành trình chuyến tháp Thạc Luôn, một cái tháp cổ của người Lào ngay tại thủ đô Viêng Chăn, của phía đông thủ đô Viêng Chăn của nước Lào. Thì đây là một cái tháp cổ xây trên nền một cái Ấn Độ giáo và sau này thì thờ Phật giáo. Và người ta đến đây thường mỗi khi mà du khách về đến đất nước Lào thì sẽ nhất định thăm cái tháp, thăm cho bằng được cái tháp này, cũng như là cầu cho gia đình mình bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Rất mong video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích về một cái ngôi tháp khá là linh thiêng tại nước Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ để xem video clip tiếp theo Bùi Hồ tại đất nước Lào ha.